Cảm thấy nó như một con quạ. Hề luôn á. Alo. Alo. Rồi ok ok ok. Hello mọi người. Chỗ này toàn là fan của Mina thôi. Tại vì hôm nay mặc áo đen chú buồn cười thế nhở. Hello mọi người đang ở trong sau nhá. Khổ lắm cơ, áo đen nó sẽ phản ra. Hôm nay lại gặp lại mọi người ở đây trên này. 20 giờ thứ năm hàng tuần đúng không ạ? Em xin tự giới thiệu, em tên là Vịt, còn đây là mọi người... Chị Bạch. Không biết. Đây, chị em mình tự vào đây đi, em không có đây. Em xin tự giới thiệu, em là Vịt ạ, chắc là mọi người không biết em đâu ạ. Còn đây là... Tự giới thiệu đi. Xin... Hơi khỏi giới thiệu ạ. Đây kiểu gọi là quen biết quá rồi. Bên cạnh cháu có phải hot idol không? Đây là... Đúng rồi chú ạ. Đây là Mina nha mọi người nha. Mina nha. Chắc là mọi người biết hết Mina rồi. Thế nên không phải giới thiệu là gì đúng không ạ? Rất là xinh gái. Đó. Cho nên hôm nay em ngồi với Mina, em cảm thấy em bị lép vế giống như một con quạ đen đấy. mọi người ơi. Còn mọi người có nghe thấy tiếng đàn không? Mọi người có nghe thấy tiếng đàn không mọi người? Alo, có ai nghe thấy tiếng đàn không? À, có nghe, ok. Có nghe, okay. Nghe rõ không? Nghe rõ không? Mọi người ơi. Đang lót chưa? À, đây rồi. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là đêm nhạc V-pop hit nhất tháng 9. Thấy chưa? Từ mình mở kịch bản đã ha. Hit nhất tháng 9. À, nhỏ mic xuống xíu, ok. Nói chung là không quan tâm thì không em không quan tâm đâu chú ạ, nhưng mà không, hôm nay không xinh là tại vì hôm nay tự dưng mặc màu đen quá. Tình nhân phương là nhạc từ lâu rồi mà. Ok thì ok. ok sau đây thì để mở màn show thì sẽ là bài của chị. Em sẽ add duyên mình lỡ đi. Hello mọi người. Bài duyên mình lỡ do chị Vịt trình bày. Dịt trình bày nha mọi người nha. Cho một tràng vỗ tay. À, trong lúc show thì đây cũng là một cái special show cũng như các show bình thường. Thì mọi người có thể lên quà để ủng hộ cho hai. Hát duyên mình lỡ thật nè. Ok mọi người ơi. Nếu như không thì quà của em vẫn là Z như mọi special show lần trước nha. Còn quà của Mina là gì ạ? Là gạch đi, là gạch. Quà của Mina chuyên môn đối thủ em là gạch hơn. Em là Z. Thôi em lúc nào Mina thích yêu thương cho nên là của Mina sẽ là trái tim. Còn của anh guitar sẽ là gạch nha mọi người nha. Áo đỏ chứng tỏ là có gạch nha mọi người. Ok, để mở màn cho đêm acoustic ngày hôm nay thì em sẽ bài mở màn của em là Duyên mình nở. Ok, cho chị Duyên mình lỡ nha. Hình phạt của Lex Idol sao vợ trời ạ. À? Ok, hình phạt sẽ là theo em nha Mina nha. Theo em nha. Anh kia hôm nay có việc cho nên là không có đi được. Alo, mọi người có nghe rõ mic của em không? Mọi người có nghe rõ mic của em không? Alo. Có em rồi, có rồi. Mình chia tay nhau. Alo. Bình thường trong em. Alo. Cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì. Lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên. Khi hết duyên tự đi. Nghĩ vậy cho nhẹ lòng em. Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn. Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi. Anh sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn.
hình như là mọi người vẫn chưa vào hết thì sao ấy. Đúng giờ này chắc là mọi người đã tắc lại đây lại đang tắc đường đúng không? Hôm nay Hà Nội tắc đường lắm luôn. Trời ơi, không thể tin được. Em đi ra ngoài đường chưa bao giờ thấy tắc đường như hôm nay luôn. Không hiểu là hôm nay có vụ gì nữa. Đừng gọi là Vinh nữa. Mình chia tay nhau từ đây, tổn thương trong chị cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên từ đi. Nghĩ về trong nhẹ cho em nghĩ là mình đã thay đổi và vì là đang trung thu mà đúng không? Ừ đúng rồi, đang trung thu mọi người ạ. Khí thế trung thu, quên cái tinh thần ngày lễ trung thu ngày hôm nay thì mà em sẽ xin thay đổi quà một chút. Đó là nhưng mà có những quà gì ở trung thu vậy? Có thỏ ngọc với là đèn ông sao với là cái gì? Bánh à? Bánh cái đèn ông sao? Em thì em không biết ăn bánh trung thu. Thế gì à? Thì mọi người em sẽ chọn đèn ông sao và sẽ là bánh trung thu nha. Ok, vì sẽ là bánh trung thu nha mọi người nha. Bánh trung thu nha. Mâm cỗ thì có làm gì có mâm cỗ gì đâu. Có thỏ. À, nghĩa là mâm cỗ đấy là hình như là nhiều ấy thì sẽ là mâm cỗ đúng không? Nhiều bánh thì sẽ là thỏ ngọc thì nó sẽ là hơn cái giá trị của nó sẽ hơn hai món quà kia cho nên là mình sẽ chọn món quà không thích bánh nướng nhân thẩm cẩm. Ok, bánh nướng chay đi, nhân đậu xanh hai trứng. Bạn đã sau quà là gạch nha. Sau quà là thỏ ngọc. Đến sau quà là thỏ ngọc ấy là thằng nào thằng nào cho nên là cho nên sẽ được đặt cách một chút, sẽ là quà đắt tiền hơn kiểu đấy. Ok nha mọi người nha. Thế là đấy, lúc nào về cũng chỉ quan tâm đến những anh guitar thôi. Mina hiểu không? Thế nên là em biết mà, những cái show acoustic này thì idol đúng, chẳng là cái gì cả. Idol đúng, chỉ là những cái gọi là làm nền chọn làm nền cho người phía sau thôi. Mặc dù là ở phía trước nhưng mà làm nền cho người phía sau. Thật được rồi, nói nhiều quá. Bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính là mình sẽ những bài hát của Mina. Sao mà phố hội hai đứa đứng lên đi về cho anh guitar solo. Ok. Thật ra thì em chưa rất là khó ra nghĩ bài hát của mình cái chủ đề này thì thế thì bây giờ em sẽ hát bài Mình Thương Cũng Hóa Người Dưng nha. Thật ra trong cái tâm trạng thì đang có một chút xíu tâm trạng hơi lẫn lộn, hơi gọi là bối rối đúng không? Bối rối. Hát một bài thật là buồn đi. Rồi người thương sẽ hóa người dưng. Đúng. Cho em mượn mic đó nha. Ok. Em xem. Alo. Ê Minh nào ấy hơn vậy. Alo. Bạn ơi. Cái này hay là cái này? Alo. Mic đen hả? Ok. Xin lỗi, cái bạc hay là cái đen? Mic đó là mic này đúng không? Nào. Em phải bật lời đã. Trời ơi, không có thuộc lắm. Nói chung là cứ giành mic của vịt thế quá đáng thế nhỉ.
cái câu nick của gì thì kệ gì chứ, ai có người xài chứ. Hello anh Kiệt nhá. Hello mọi người, mời vô. Mọi người ơi, quà của em là bánh trung thu, còn của Mina là đèn ông sao, và của em đi ta đằng sau là thỏ ngọc nha mọi người nha, mọi người đừng quên nha. Hello anh bạn ạ. Đúng, không nên trung đụng, đúng không? Như là chồng ai người xài đúng không? Đây coi như là chồng, còn đây là vợ đi. Thế là chồng ai người xài đi. Hello boss. À đúng, đúng tôi nhìn được. Bánh gì mà bánh, em bây giờ em kiêng bánh rồi. Không ăn, à mà quên mất. Vẫn ăn nha mọi người. Sao lại chồng phải xài chung hả? Búng. Mọi người hãy phản đa em ở giây phút cuối cùng. Thế nào hôm nay em làm bánh thì mọi người cũng là lên là đèn ông sao, hoặc là em là Z thì mọi người tên toàn gạch thôi. Bượng cực. Những tin nhắn anh xem vẫn chưa trả lời, cuộc gọi nhớ vẫn còn chưa đáp hồi. Có lẽ mỗi người còn bận lo lắng cho riêng mình. Đến ngày xếp nói chung là đáng Mina đi quen. Chưa kịp quen. Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày, chẳng còn quan tâm em buồn vui lúc này. Đúng hay sai thì cả hai chẳng thể quay về. Giờ đây chỉ còn bánh bánh người xa lạ đã từng quen. Còn quan tâm
cả hai chẳng thể quay về. Giờ đây chỉ còn về xa lạ đã từng quen, từng khoảng cách cứ lớn dần. Vậy mà ta chẳng còn tha thiết đến bận tâm người từng thương. Sao bỗng xa lạ quá, vừa không quen chẳng sao nhìn nhau vội đi mau. Một người từng thương nhiều thế rồi cùng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã cho người ta lấy chứ không qua đi.
đã lên quà cho idol nha. Từng ngày mệt nhoài một phen trôi qua, giật mình nhìn lại thấy em đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người, giờ bỗng một ngày được trở về tuổi 20 là khi em thấy ánh mắt và nụ cười. Tim anh trở nên hoang mang là nhìn liên hồi. Lý do anh sẽ từ chối nên viết mới viết ra tâm tư lòng này. Em đã đi một phần ba cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chờ đợi. Nhiều lần muốn đợi chờ dừng lại nghỉ ngơi, giờ anh khó là đời khó anh ơi. Muốn kể cho mòn nghe bao nhiêu là điều mà không biết mòn sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là em đã yêu Phương rất nhiều. Đấy, sau đi một bài quá hay. Em muốn hỏi là cái bài này nó mang tâm trạng buồn hay là vui vậy? Không, bài này rất là buồn. À, bài nào cũng buồn nhá, bài nào cũng mang tâm trạng rất là buồn nhá. Em cảm ơn chú Trung nhỉ? The Mon nhá, cảm ơn mọi người nhá. Nói chung là hôm nay vì đã hiền rồi, đừng có làm vì nổi cáo lên nhá. Đúng không? Bài này rất là buồn đúng không? Không không, nhưng mà em thấy cái giai điệu của nó thì nhẹ nhàng, kiểu như có thể gọi là buồn nhưng mà cái nội dung của nó đâu có buồn đâu. Nói chung là những cái bài mà buồn mình phải hát cho nó vui, và những cái bài mà vui thì mình phải hát cho nó thật là buồn. Anh trai mưa, hôm nay em không thể hát em gái mưa được bởi vì cái chủ đề ngày hôm nay đó là những bản hit của tháng 9, cho nên là em chỉ hát được những bản hit của tháng 9 thôi. Đâu, những bản hit của tháng 9 chị em mình vẫn hát hit của tháng 8. Tháng 8 mà, mấy bài như tháng 8 ấy. Em bảo đấy. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi thì mình hát đây thì mình thích hát bài gì cũng được. Còn không biết đâu có nói đâu. Đấy, đúng rồi. Đấy, thế nói chung là nhỏ nha. Đừng có ai mách gì á. Đúng, hát gì cũng được mà. Nói chung là giữ ý ở nhà nhạc. Ok. Mai Đinh Long Biển á? No, tại vì là em cảm thấy cái âm thanh ở đây sẽ không hát được bài này. Thì không, đây là đùi mà. Đùi và nỗi hở đâu mà hở. Thì em sẽ hát bài mọi người muốn em hát bài gì? Em gái mưa đúng không? Em gái mưa nha. Em gái mưa xin hát để tặng tất cả các ATM anh nha. Anh trai mưa. Đợi một xíu để em xuất lời. Trong khi đợi Mina xuất lời thì em lại nhắc tặng quà. Quà của Mina là đèn lồng nha. Còn quà của em là cái gì nhỉ? Bánh trung thu. Còn quà của con của bé của đây là thằng Ngọc nha. Ok. Cảm ơn anh Long nhiều nha. Ok, chú là của nàng đúng không? Còn không, chỗ này không có mưa đúng không? Rồi ok. Cảm ơn anh Hải Long đã tặng đèn lồng cho Mona. Gọi là Mona đi, đừng gọi Mina nữa. Ok, sẽ tặng hộ AT và bài Em Gái Mưa nha. Sau đây sẽ là bài Em Gái Mưa do EGM. Ok, vào đi. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Rồi lặng người đến vô tận, trái
sự tàn nhẫn anh chốt vô tình. Ok, hát hát đi nhẹ nói khẽ. Thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là cái gì? Rằng da 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 da, anh chốt vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng khi mà em vẫn còn yêu anh, càng xa lánh càng trong vắng tim cứ đau. Tuyệt vời, quá là tuyệt vời luôn. Mọi người ơi, mọi người đừng đi đâu nha. Được, tuyệt vời thật mà. Bài thật là cảm xúc. Bài nói chung hôm nay toàn bài cảm xúc rồi mọi người ạ. Thế là mọi người ơi, chụp cho Vì với cả Min. Thật là vi diệu, ok. Chụp cho Vì với cả Mina một kiểu nhá. Ok ok. Ok. Thương như bay xa. Bạn ấy hát bài gì nhỉ? À đúng rồi. Cứ thua đã em qua. Đã từng nào giờ mình đắng cay vì ai. Hello Kim, hello mọi người. Mà bên em trong làn gió chết. Annyeonghaseyo oppa. Annyeonghaseyo oppa. Ok, hôm nay sẽ là, không, bây giờ sẽ là đường hai chiều.
đường hai chiều thì mới đi được, đường một chiều nói chung là nhiều rắc rối lắm, đường một chiều nhá. Cho chị bài đường một chiều đấy. Hôm nay lâu lắm rồi mới có chủ đề thoải mái nhở, thế nên là chúng ta sẽ gọi là hát tung lụa luôn. Cứ nói đã, mình đã cái này là cái này là mình đã thoải mái hóa chúng nó. Câu đầu hát như này à, anh ơi, anh vào lại cho chị đi. Mọi người đừng làm em bối rối. Quà của em vẫn là bánh trung thu, còn quà của Mina vẫn là đèn ông sao mọi người. Còn quà của bé Cô Tê là thằng Ngọc nhá. Anh ơi, có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc nào rất lạ mỗi khi anh kề bên. Nói cười mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này. Giờ anh đi mãi lặng im, em thấy anh cùng ai dần khoảng cách với em bao ngày, anh đâu nào hay. Lòng em đau nhói trong góc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu sẽ xa kỷ niệm. Anh thấy em khóc nên cố gắng theo tình yêu. Chấp nhận rời xa kỷ niệm, em mong anh sẽ luôn vui. Tôi quá là không thể có tiếng mà mọi người cứ gì mấy và đã nữa. Em giữ trong lòng chẳng phải để níu tay người, giải thoát cho em một trái, bà cố cho một cuộc tình. Đường yêu em không phải đường hai chiều, chỉ là đường thẳng ra dài. Em không thể quay đầu lại, thế thì quay lại đây. Mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này. Giờ anh đi mất, chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn thương em nhớ anh trong góc tối khi nhìn anh khói cô ta cho nụ hôn. Em ước gì anh thấy em khóc vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu anh, đến hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui, vui, vui. Em mong anh sẽ luôn vui, vui. Cái đi và vui. Đi. Thế chính cô đang tố cáo vì rồi đó. Bắt đầu heo sĩ pho bạn đánh đàn. Đây là Cao Thị Tùng nhá. Cao Thị Tùng nha, quê ở phố Trần Duy Hưng. Nhiều hoa sữa. Không, Trần Duy Hưng là nhiều hoa sữa mà. Mọi người đừng nghĩ linh tinh nhá. Đừng nghĩ linh tinh. Thấy chưa, Trần Duy Hưng là nhiều hoa sữa. Mina không, Mina này chứng tỏ rằng là đầu óc rất là em tối. Không, đầu tóc. À quên, đầu tóc. Em đầu
đầu, đầu vàng, đầu vàng. Nhưng mà đầu óc đen tối. Nhưng đấy mà em bảo là em rất là ghét hoa sữa. Bởi vì hoa sữa rất là hôn. Lại Điền Minh cho một cái ý đen tối đúng không mọi người? Em rất là ghét hoa sữa. Em rất là ghét cái đường Trần Duy Hưng đấy. Bởi vì đường Trần Duy Hưng có rất là nhiều hoa sữa. Đấy mọi người, nói chung là nhắc đến cái đường Trần Duy Hưng thì mọi người đừng suy nghĩ đến một cái gì gọi là inform bạn Thảo Ngọc đằng sau à, giết y Cao Thị Đồng nha. Cao Thị Đồng đó, ok. À vì em thương anh hả? Thật ra thì vì em thương anh thì mình là chỉ thuộc cái đoạn điệp khúc thôi, không có thuộc đoạn đầu ấy. Cái bài em cũng thế, nhưng mà câu đầu nó là gì ấy nhở? Câu đầu đoạn đầu của nó em không có thuộc ấy, cho nên câu đầu là gì nhở? Xin được phép hát đoạn điệp khúc của bài Vì Em Thương Anh. Nhưng mà trong khi đấy mình phải bật beat thì phải. Nhưng mà câu đầu đấy là gì ấy? Câu đầu nó là gì ấy nhở? Anh nghe gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên. Chết đoạn đầu không thuộc. Mày tìm lời đi, tìm lời thầy. Chị hát đoạn đầu mới hát điệp khúc nhá. Chị khó quá thì mới phải làm, dễ quá mình không chơi. Mưa đang gọi tên anh như bằng lăng. Bằng non, bằng lăng hay bằng non nhỉ? Anh bỗng thấy bằng... thương cái bằng non, thương chuyện gì đấy? Đoạn đầu đâu phải là vì em thương anh đâu. Ừ. Anh nghe gì không đâu? Anh nghe gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên. Anh đi thương cây bằng non, thương chiếc lá khô quặn. Anh nghe gì không? Hỡi anh. Điệp khúc luôn. Vì em thương anh. Em nghe gì không? Từng hạt mưa đang gọi tên. Anh bỗng thấy thương cây bằng non. Anh bỗng thấy thương cây bằng non. Thiên trước bóng của phòng em là cô đơn. Đâu là cô đơn. Mình nghe nhau trong em là cô đơn và anh là cô đơn. Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa. Và tiếng trái tim. Mày hát luôn điệp khúc đi. Em nghe gì không? Anh bắt tông anh xem là cái tông nữ là như nào. Anh nghe gì không? Vì em thương anh. Bật cái beat, nghe cái beat ở trên tông nữ ở trên YouTube ấy thì nó sẽ cái gì nhỉ? Thôi hát chay một cái bài gì đó trong khi chờ đợi. Cái bài gì à? Bài Người Lạ Ơi. Hello Đại Việt. Người ta giấy thôi học à, quá đáng. Năm nay em chắc là không ra được trường đâu. Làm sao nói được, tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sau bên trong lớp mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó chan tay ôm lấy tôi vào lòng. Cho tình cờ trong mắt tôi vang vẳng. Cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống. Được chưa? Cái gì? Hát công la thứ. Không phải là dê thăng thứ nha. Hẳn là dê. Rồi dê thở thăng thở chung thứ thứ. Dê không phải là dê thứ đâu nha Su nha. Không phải là dê thứ đâu nha. Rồi gần giờ ông rong rong rong. Là sao? What the hell man? Em ơi. Thế thì hình như là thôi bỏ qua cái bài này đi. Chúng ta sẽ ráp một bài đi. Giờ áp ráp tâm ráp đi. Thôi hát hát điệp khúc đoạn đấy nha. Mình ráp điệp khúc đấy cho mọi người nghe nha. Vì họ bên rồi. Vì em thương
thêm một bài buồn nữa. Buồn 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 buồn, lúc nào mặt cũng phải buồn nha mọi người nha. À, cái gì mà em đọc như là tròn vuông tam giác vuông tròn, tròn vuông tam giác vuông tròn, tam giác tròn. Nói chuyện với nhau cả. Cái gì nhỉ? Cái bài gì nhỉ? Tròn vuông tam giác tròn vuông, tam giác vuông tam giác tròn vuông, vuông tam giác tròn. Trời ơi, hello bạn em có ai vợ? Ở đây hát đi à? Thích hát bài gì bây giờ nhỉ? Em thì em thích bolero hơn. Chị có? Bolero hơn, tại vì giọng em già hơn. Đây chúng ta hát một bài bolero nhá. Có thích bolero không? Sâu tím thiệt hồng đi. Cho em bài Con đường xưa vịt đi. Bài em thích bài đấy hơn. Sầu tím điểm hồng thì hát được mỗi giọng nữ thôi, giọng nam thì nó được. Sầu tím thiệp hồng, ok. Sầu tím hồng. Chiều tím không mây, đường cũ bước gần về, buồn nghe say rất tin người đi đi ngoài phố. Em không phải là không hát được bolero nhưng mà cũng sao đâu vào được một à, cũng cũng kiểu như là đi cái gì nhỉ, cái đó gọi là cái đó. Ok, cứ gọi là cái đó nha mọi người. Nghĩa là gọi là có thể song ca được chị em mình. Con đường xưa em đi vàng lên mây. Thôi sầu tím điểm hồng chốt nha. Mở bánh giật giật vào. Mà thế nhỉ? Giọng nam nữa là giọng nữ chỗ nào ấy nhỉ? Là giọng nữ. Vào chưa? Mày bắt vào lại cho chị đi. Từ lúc quên. Chị cho chị thấp tại vì chị không hát cao. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến với nhau. Yeah, yeah, come on. Nhiều em ngắm thầm riêng mình về lâu. Chết. Từ lúc quên nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta bên nhau. Cho chị bài Con đường xưa. À, người đi ngoài phố. Người đi ngoài phố nhá. Người đi ngoài phố. Ừ. Ok, chốt lại là người đi ngoài phố cho nó tới Việt Nam nghe nè. Sao này xinh vậy? Thế là chuyến tàu hôm nay Lâm mới về sao? Ây à. Thôi, người đi ngoài phố ok nha. Phải cả xấu. Thế là có thể em được khen một câu này. Hôm nay được khen thì mọi người lại dìm em rồi. Chị hát thấp nha. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, hình bóng cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi. Mặt chị còn to này, thấy không? Phố mấy dấu chân lạc loài, come on. 2, 3. Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông. Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, hình bóng của người yêu xưa còn đâu, còn đâu, thì duyên đã lỡ.
Người đi đi ngoài phố trường bỡ ngỡ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài. Hình bóng của người yêu xưa còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã lỡ rồi. Nó cứ ngang làm sao nhỉ? Thôi chia tay nhau từ đây. Nghe nước mắt vầy quanh. Nếu là yêu nhau. Cái gì ạ? Ok. Nhắn gửi là Mina sẽ giết anh Kim ngay sau cái show này. Mina sẽ không để... Đâu rồi. Đâu. Nói gì á? Lại rồi. Thôi sầu tím tiếp hợp nhá. Chị Mina nhá. Ok. Ok, hát xài. Ok. Chị nữ mày nam nhá. Ok, mày tìm lại đi. Mina là con em. Hát chay luôn. Chay luôn cho máu nha mọi người nha. Mọi người có thể vẫn lên quà cho vịt và Mina và Cute Boy đằng sau nha. Ai ăn bánh trung thu, giết y đèn lồng và giết y kia là... là cái gì nhỉ? Là cái gì đó? Tôi chỉ giết y đèn lồng. Không phải quánh đàn đâu, hát chay ra. Hai ba. Từ quên nhau chưa nói một lời gì. Tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà hương duyên mình bền lâu. Suốt đời tình đắm sâu. Trong lòng chỉ thấy thiêm mừng.
Cái gì nhỉ? Bài Giáp đi. Tôi là quan dự đám đông ấy, thích khi một mình thì lại không ấy. Người nã ơi, quá mặn à, mình mất chiếc loài mèo kia cùng em meo 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 meo. Bài tôi là quan dự đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Có tỏ ra là mình ổn như sơ bên trong lớp mắt là biến dạng. Không, hôm nay không một quả. Không có ai đâu, sang tay ôm lấy tôi vào lòng. Chỉ tính cười trong mắt vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống. Đêm rời khỏi những u mê khoảng trống. Điều khúc. Người là ai sẽ chăm tôi mận bờ vai. Từ đâu cũng ngã vì mỏi mệt quá. Ra bị tàu bà. Cái xe bị tàu bà. Mượn thì khác trả, chứ đừng đòi quá. Người nào ơi, người nào ơi lên quà. Vì đường vé hết mà mất sắp à. Tại gì nhỉ? Không rap được. Còn 5 phút nữa là hết show rồi. Và cảm ơn mọi người hôm nay rất là nhiều đã ủng hộ cho show acoustic ngày hôm nay. Đây là show acoustic hàng tuần. Và bây giờ đã tăng lên 2 buổi một tuần rồi. Cho nên mọi người có thể theo dõi, unfollow và theo dõi cái link show của show acoustic như thế này nhé. Và sẽ ủng hộ rất là nhiều. À, không được cho nữa. Hơi ấy. Nói chung là Mina hôm nay hơi thì gọi là bối rối trước những gọi là duyên mình lỡ rồi, những gọi là anh chàng đẹp trai ngồi lên trên ghế kia. Tuy là có con gái thì cũng cho là đẹp trai hết nha. Nói chung là hôm nay em thấy mọi người anh đẹp trai hết, bọn em thì rất là xinh gái, em cảm thấy như thế. Thế là bây giờ chị có thể nó bé một chút được không? Thế là bây giờ bọn em sẽ hát bài kết đi. Hát bài kết nha. Bài gì? Người muốn nghe ai là trong ca bài mình hôm nay? Tháng tư ha. Anh hay nhất là bài nào? Bài nào anh? Rồi bài tủ của anh luôn. Ôi nãy giờ là acoustic đó. Trời bà nội ơi, Thanh An đang nghĩ là gì vậy? Không, bài đáng nhờ thế thì từ okay. Bây giờ nhá. Sau đây sẽ là bài tháng tư là lời nói dối của Mina. Và đã qua tháng 4 rồi cho nên là cái lời nói hứa của mình không cần hiểu được nữa. Mùa xuân có anh như trời.
gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã nhiều lần gục ngã. Tháng tư có anh ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh. Anh có bay xa, anh có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giờ như có một lần mở cửa đi sớm lên. Bye 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 b